Rồi anh em thì đây là những cái van điều áp ha, điều áp trong nhà vệ sinh hoặc là nhà tắm, nơi mà anh em muốn điều chỉnh cái lượng áp suất nó vừa phải đó theo ý mình, hoặc là anh em có thể khóa lại luôn để sửa chữa hoặc là gì đó. Thì răng ở đây sẽ là răng 21 nha anh em, toàn bộ là bằng đồng đó. Thì lúc trước thì một số anh em chưa có hình dung ra, thì bây giờ mình sẽ quay cái cảnh thực tế cho anh em đó. Thì đây là của Kakudai nha, Kakudai thì giá một cái này sẽ là 300.000. Anh em nào lấy trên 10 cái thì nó sẽ có giá tốt ha. Tại vì cái này toàn bộ nó là bằng đồng nha anh em. Anh em những cái này thì khi mà anh em xài về lâu về dài anh em mới thấy cái giá trị của nó, chứ còn một hai bữa thì sẽ không có thấy. Tại vì là lâu dài thì nó vẫn sáng như vậy và nó không có bị sét. Và nó rất là tiện lợi cho anh em sửa chữa hoặc là thay thế những cái thiết bị ở trong nhà vệ sinh khi mà anh em khóa lại hoặc là anh em điều áp. Rồi, thì mình sẽ quay cái cảnh thực tế ở toilet của một nhà cho anh em xem, để anh em hình dung ra nó sẽ dùng cho cái việc gì nha anh em. Rồi, thì đây là cái thực tế nha anh em. Thì khi mà mình gắn á, cái này mình sẽ điều chỉnh được cái lượng lượng áp của cái vòi hoặc là các thiết bị trong nhà tắm. Ví dụ như nó rất là mạnh nè, nó mạnh lắm anh em. Thì khi mình sử dụng cái này nó sẽ bị đó, đây là cái vòi. Rồi mình có điều thể điều chỉnh áp ở đây ha, áp ở đây cho nó giảm nhẹ lại, cho nó phù hợp với cái ống, hoặc là khi mình có sự cố gì á, sự cố hư cái vòi mình muốn thay thì mình tháo từ đây ra nó dễ nè. Đó ha, đó, nó nhẹ lại nè, đó, càng vặn lại thì nó sẽ nhẹ lại. Đây là khóa luôn nè, đó, mở ra thôi thì mình sẽ điều chỉnh được cái lượng của cái vòi này. Đó, tại vì một số nơi nước nó mạnh đó nè, thì mình sẽ qua cái này mình điều chỉnh ha. Thì thẳng ống 21 bình thường nè, đó, này là đồ Việt Nam nè, còn này là của Nhật ha. Thì ở những cái vị trí nó thấp thì nó sẽ không có bị rỉ sét nha nè, nó rất là sạch sẽ. Khi mà mình vệ sinh này kia nó sạch, nó vẫn sáng bóng như vậy thôi, chứ nó không có vấn đề gì để mà rỉ sét hoặc hư hỏng ha. Đó, rồi đây là cái hình ảnh thực tế nha nè, thực tế. Rồi, bye bye anh em.